Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, Nam Mạng. Nam Mạng, Đinh Sửu, cung ly, trực thâu, mạng, giáng hạ thủy, tức nước mù xương, khắc thiên thượng hỏa. Con nhà hắc đế cô quạnh, xương con trâu, tướng tinh con trùng, cậu tài cậu quý độ mạng. Tổng quan tử vi Nam Mạng Đinh Sửu. Xem tử vi 12 con giáp, cuộc đời Đinh Sửu Nam Mạng không phải chịu nhiều vất vả về thể chất và tinh thần. Tuy không được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp, nhưng đường công danh có chút rộng mở. Cuộc sống không được giàu sang nhưng cũng không đến mức túng quẫn. Họ sẽ có được địa vị nhất định trong xã hội vào năm 30 tuổi. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 34 tuổi. Những người tuổi này hưởng thọ trung bình từ 78 đến 85 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của Nam Mạng Đinh Sửu được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Nam Mạng Đinh Sửu được hạ sinh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình đến trọn đời. Gia đạo và sự nghiệp. Công danh của Nam Mạng Đinh Sửu chỉ dừng ở mức trung bình, gia đạo luôn biến động chứ không được ấm êm. Nếu biết nhẫn nhịn và tin tưởng hơn thì sẽ bớt đi phần nào rối ren trong gia đình và những khó khăn trên con đường công danh. Từ năm 34 tuổi trở đi, gia đình sẽ được yên vui, công danh vững vàng hơn. Sự nghiệp sẽ được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc ở mức bình thường vì luôn vào cửa trước, ra cửa sau. Tuổi hợp làm ăn. Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Bính Thân là những tuổi hợp với Đinh Sửu Nam Mạng về đường tài lộc. Nếu kết hợp làm ăn với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tránh được rủi ro, thu về nhiều kết quả lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sán lạn, con cái đuổi huề, không phải lo nghĩ về bất cứ vấn đề gì, thì Nam Mạng Đinh Sửu nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về đường tình duyên lẫn đường tài lộc như Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý hay Đinh Hợi. Vợ chồng sẽ vẫn mặn nồng tình cảm, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu, chứ không vươn tới được sự cao sang, quyền quý. Khi bạn kết duyên với các tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Tân Mão, Nhâm Thìn và Ất Hợi, cuộc sống sẽ không mấy may mắn, thuận lợi nếu Nam Mạng Đinh Sửu nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Nhâm Ngọ, Bính Tý, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn về cả tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là năm 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 55 tuổi, bạn không nên thành lập gia thất, sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa xa cách, đứt cánh giữa đường. Nam Mạng Đinh Sửu sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch, thường có số đào hoa, lấy nhiều vợ hoặc gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi đại kỵ. Đinh Sửu Nam Mạng không nên cộng tác làm ăn hay nên duyên chồng vợ với những tuổi xung khắc với mình như Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ khó được như ý muốn. Nếu trót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương.
quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Đinh Sửu nam mạng có đại hạn vào các năm 23, 29, 31 và 38 tuổi. Bạn phải hết sức thận trọng trong mọi việc, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm, bệnh tật hay tai ách xảy đến. Công danh, sự nghiệp và tài vận vào những năm này cũng không được hanh thông, suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều rối ren, mâu thuẫn, bất hòa. Những ý tưởng mới, những dự định lớn bạn nên để đợi những năm này qua đi rồi hẵng thực hiện sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu phải xuất hành đi xa hay cần thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nam mạng Đinh Sửu nên lựa chọn khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, mang về nhiều thành quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Màu sắc phong thủy hợp tuổi. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh thủy, dựa theo ngũ hành ta có. Tương sinh, kim sinh thủy, tương hợp, thủy, thủy, tương khắc, thổ khắc thủy. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hợp màu mệnh kim, đó là trắng, xám, bạc, hoặc màu bản mệnh đó là đen xanh dương. Màu tương khắc nên tránh là màu của mệnh thổ, nâu, vàng. Diễn biến tử vi từng năm. Từ năm 30 tuổi đến năm 33 tuổi, bạn phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió và những năm trước đó. Nhưng những chuyện xấu sẽ dần qua đi để nhường chỗ cho những điều mới hay đẹp. Năm 30 tuổi vẫn còn chút rối ren trong chuyện công danh, công việc, gia đình. Sang năm 31 tuổi có lộc về tiền tài nhưng cần cẩn thận kẻo đau ốm, bệnh hoạn hay tai ách vào tháng 8. Tháng 2 và tháng 3 năm 33 tuổi cũng không được tốt. Nhưng từ tháng 9 trở đi thì chuyện tình cảm và tài vận được phát đạt. Từ năm 34 tuổi đến năm 38 tuổi. Năm 34 tuổi, sự nghiệp được vẹn toàn, tiền tài dồi dào, nhưng gia đình và công việc gặp chút khó khăn. Năm 35 tuổi, coi chừng con cái cẩn thận, kẻo chúng gặp nạn, gia đình có chuyện phiền muộn vào năm 36 tuổi. Năm 37 và 38 tuổi, mọi chuyện được yên bình nhưng vẫn cần thận trọng vào tháng 4 và tháng 8 năm 37 tuổi. Có thể bị ốm vặt và mất chút ít tiền của vào năm 38 tuổi. Từ năm 39 tuổi đến năm 43 tuổi, bạn có hạn vào tháng 6 năm 39 tuổi, những tháng còn lại bình thường. Có những tháng xáo trộn nhỏ vào tháng 4, tháng 6, tháng 8 năm 40 tuổi. Năm 41 tuổi, công việc được thuận lợi, gia đạo được êm ấm, tiền tài vừa đủ. Năm 42 và 43 tuổi, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến. Từ năm 44 tuổi đến năm 47 tuổi, cần giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau bệnh tật vào năm 44 tuổi. Gia đạo có phần sút kém, mọi chuyện được tạm ổn vào năm 45 tuổi, nhưng phải thận trọng vào các tháng, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Năm 46 tuổi được hưởng tốt về sức khỏe, công việc cũng như gia đình, tiền tài và tình cảm, để ý kẻo con cháu đau ốm. Năm 47 tuổi bình thường. Từ năm 48 tuổi đến năm 51 tuổi, những năm này có nhiều chuyện vui đến từ con cái nhưng vẫn có những phiền muộn trong chuyện gia đình, tiền tài ở mức vừa đủ. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến trong khoảng thời gian này. Cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến sức khỏe của bản thân, gia đình yên vui, con cái có nhiều triển vọng, tiền tài hơi hao hụt hay suy nghĩ lo âu. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Mang vật phẩm phong thủy theo bên mình cũng như lá bùa hộ mệnh, bảo vệ, mang tới may mắn thành công cho thân chủ. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, để cuộc sống bình an, công danh sự nghiệp phát triển, đường tình duyên thuận lợi thì quý bạn nên theo mặt Phật bản mệnh bên mình. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen thuộc hành thủy hoặc chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành kim, bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy. Vật phẩm này mang trưởng năng lượng thuần khiết của tự nhiên, tốt cho sức khỏe, tinh thần, tài vận của gia chủ. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nên chọn các loại vòng tay đá màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, đây là màu tương hợp với bản mệnh.
Chọn móng tay màu trắng, xám vàng nhạt thuộc hành kim, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!